khi những cành đào khoe sắc thắm gọi mùa xuân về, khi việc đồng áng mùa màng đã tạm xong. Ấy là khi người ta háo hức chờ nghe tiếng trống hội. Khắp các làng quê, nơi nào cũng có những lễ hội truyền thống đặc sắc. Vụi xuống cái này, ngóc lên cái thì mình bốc ngay này. Đấy. Từ các lão đô nức tiếng một thời. Cho đến những cậu thanh niên mới lớn. Ai ai cũng nô nức và hăng say luyện tập, chờ ngày làng mở hội đấu vật đầu xuân. Mùa xuân là mùa của lễ hội, mà đã nhắc tới lễ hội thì không thể không nhắc tới môn đấu vật truyền thống. Trong những ngày đầu xuân như thế này, tại khắp các làng quê trên cả nước ta thì những giới vật lại diễn ra hết sức sôi nổi. Đây không chỉ là nơi giúp cho người dân có thể vui chơi, thư giãn và tận hưởng không khí ấm áp từ những ngày xuân, mà còn là nơi gìn giữ bản sắc văn hóa từ ngàn đời mà cha ông ta đã để lại. Và trong chương trình Cuộc sống nhân nông ngày hôm nay thì hãy cùng với tôi về với giới vật nổi tiếng đất Kinh Bắc để cùng tìm hiểu về môn thể thao này. Làng Chi Nhị thuộc xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh là một làng vật nổi tiếng xứ Kinh Bắc, vốn là một làng thuần nông, nhưng lại nổi tiếng xưa nay bởi những miếng võ gia truyền vô cùng lợi hại. Tương truyền, Thái sư Lê Văn Thịnh, người làng Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình là người đã kỳ công dạy vật cho người dân trong vùng. Nghe danh đất vật Chi Nhị là nơi lưu giữ những thế vật cổ truyền vừa mạnh mẽ, quyết liệt, lại uyển chuyển, đẹp mắt. Tôi đã quyết tâm tìm về mảnh đất này để được khám phá, trải nghiệm, tỏ tường với những cốt túy, tinh hoa của môn vật cổ truyền. Bây giờ thì tôi đang đi tìm các lão đô, lão luyện ở trong làng. Không biết là bây giờ có phải họ đang tập luyện để cho những cái lễ hội mùa xuân sắp tới hay không? Hy vọng là tôi sẽ tìm được những một vài người để có thể tìm hiểu về câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay. Tôi nghe nói, trước khi hội vật đầu xuân diễn ra, thì cứ vào dịp cuối năm, không khí luyện tập của thanh niên trai tráng ở làng vật lại càng trở nên sôi động. Bởi vậy, tôi đã quyết định chọn thời điểm cuối năm để bắt đầu cho hành trình tìm hiểu của mình. Hội vật Chi Nhị diễn ra vào ngày 10 tháng 2 âm lịch hàng năm. Giờ có lẽ là lúc các lão đô cũng như các đô vật trẻ đang hăng say luyện tập. Tôi không biết rằng trong lúc đang tìm gặp họ thì ngay tại đình nghề Chi Nhị, những lão đô của làng lại đang hăng say nói với nhau về những keo vật, những miếng đánh ấn tượng, làm nên danh tiếng một thời của mình. Nếu nói truyền thống vật của làng mình bây giờ ấy là nếu mà đếm đầu kiện tướng ở cái đất nước Việt Nam này thì là phải từ 30 đến 35. Đấy, thế là nhiều nhất. Nếu là làng, đấy là một làng thôi, vâng. Chưa nói đến xã, nhưng mà làng là phải làng Chi Nhị là một phải làng kiện tướng vật. Chào các bác ạ. Chào cô. Cháu hôm nay muốn về đây để tìm về giới vật Chi Nhị thì bác có thể chỉ đường giúp cháu được không ạ? Đây là vật Chi Nhị đấy. Thế không biết là một trong các bác ở đây có bác nào là lão đô vật không ạ? Báo cáo với cô là tinh như đây là cụ lão đô. Thế thì như đây đây là chúng tôi tinh là kiện tướng. Chúng tôi cũng là đô vật. Cụ bên đây cũng là đô vật. Thế nhưng mà từ thủa xa xưa, từ đời các cụ thì đây là cụ tôi còn sống. Bác ơi, thì không biết là năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Tôi thì là năm nay 78 tuổi. Thế nhưng mà vật là tôi đi từ năm 61 cả. Lúc bây giờ là nó bao cấp mà nó rất là khó khăn. Kinh tế thì không có, ăn cơm sắn cơm khoai thôi. Thế nhưng mà do cái môn vật này thì là nó đã ngấm vào máu rồi. Cho nên là chúng tôi rất là ham muốn. Lúc bây giờ vật thì không chỉ có bạt, vật ở trên những cái đám mạ. Trong nền đấy cứng thôi, không có gì cả. Thế nhưng năm trực tiếp trên đất luôn. Nhưng mà tôi đi vật từ năm 61 nhưng mà năm nào cũng được giải. Thế nhưng đến bây giờ là cũng huấn luyện cho các cháu. Mà đến bây giờ nếu nói về Chi Nhị thì nó phải là làng kiện tướng rồi. Vâng. Các cháu rất là đông mà rất là ham muốn. Đi chăn trâu cũng trên bãi cỏ các cháu vật. Hôm nay chúng tôi cũng xuống đây là kiểm tra để sân bãi. Tức là cứ mùng 10 tháng 2 thì chúng tôi ở đây là tổ chức vật. Năm nào cũng có. Mà chúng tôi cũng đi giờ và hiện nay là 78 tuổi nhưng vẫn có những cái máu. Ví dụ nghe tiếng trống đã thích cởi áo thôi, đại khái này. Vâng. Nhiều lúc thích. Nhưng không biết là các bác ở đây là học môn vật này từ năm bao nhiêu tuổi đấy ạ? Nói chung là ở quê hương tôi thì nó thuộc về phong trào. Có phong trào của địa phương mà có cái nhiệt huyết ở trong người. Thế từ những đứa trẻ chăn trâu như chúng tôi là khoảng 9-10 tuổi là đã đi thả trâu, thả bò, đi tắm là đã ra sới vật nhau rồi như vậy là tập luyện. Bản thân tôi thì như vậy là tôi tham gia từ năm 1979, bước sang tuổi thanh niên.
mà tham gia liên tục là 5-6 năm liền, nên là cũng được nhiều huy chương. Vâng, thế như vậy là cái truyền thống mà yêu thích cái môn đấu vật này là truyền từ đời này sang đời khác đúng không ạ? Đúng rồi. Những người mà hâm mộ vật, mộ vật ấy, như chúng tôi này, nói chuyện đến vật là người lửa trong người máu đã bốc lên rồi. Đấy, nó là như thế. Chứ chưa nói đến vật, nghe tiếng trống thì sướng lắm. Thế nói về đôi chiều thì phải nói là đôi chân thì là nhân miền Bắc này. Nhưng mà cứ bám vào chân tôi thì phải là ngã chứ không có ai là được. Miếng thì tôi nhiều miếng lắm, gồng có, bốc có. Thế nhưng mà riêng về sườn thì nói là đôi chiều phải nói là miền Bắc thì đấy, chắc nhiều nơi người ta biết. Bốc chân tôi là này, sườn cho cái là ngã ngay đấy. Sườn cho cái ngã ngay. Mình phải vẫy tay gáy ra thì mới bốc được. Ví dụ như thế thì vụi xuống cái này, ngóc lên cái thì mình bốc ngay này đấy. Cái vật thì là nó có nhiều miếng lắm chứ không phải một miếng. Đô Triều năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng khi thấy ông biểu diễn những đánh cơ bản của vật cổ truyền, tôi không khỏi ngưỡng mộ sức khỏe và sự dẻo dai của lão đô này. Để có được những miếng sở trường, các đồ vật ở Chi Nhị phải tập luyện những miếng cơ bản như miếng bốc, miếng sườn, miếng mói, miếng bò, miếng gồng. Tất cả những miếng đánh đó đều được các đồ vật ở đây luyện tập, sử dụng linh hoạt với cách chuyển đổi thế đánh khôn lường, đồng thời luyện tập nhuần nhuyễn một vài thế đánh sở trường để hạ gục đối phương lấm lưng trắng bụng. Nghe các bác kể lại thì từ xa xưa, lọc vật Chi Nhị đã lừng lẫy tiếng tăm với những đòn đánh truyền thống tinh thông, lợi hại, sức bền dẻo dai, miếng gồng nhanh như chớp và nhất là những miếng đánh nhịp nhì, nghĩa là lối chữa đòn rồi trên đà ấy đánh phản bác lại. Những miếng đánh gia truyền ấy đã được các thế hệ tự nguyện tiếp nối, truyền thụ và học hỏi. Đất vật lừng danh kinh Bắc này, bởi vậy còn được biết đến là nơi sản sinh ra hàng chục kiện tướng trẻ và nhiều huấn luyện viên thể thao. Trong cuộc trò chuyện tại đình làng, bác Hồng, chủ nhiệm câu lạc bộ đấu vật Chi Nhị, đã ngỏ ý mời tôi tới thăm giới vật tại nhà bác. Tôi rất ngạc nhiên và thấy vô cùng thích thú. Chờ đợi tôi phía trước có lẽ sẽ là rất nhiều những trải nghiệm tuyệt vời. 4 giờ chiều, tôi có mặt tại giới vật nhà bác Nguyễn Văn Hồng. Không khí luyện tập của thanh niên trai tráng trong làng đang rất sôi nổi. Cảm chào các bác ạ, chào anh, mọi người đang tập ạ. Mọi người tập lâu chưa ạ? Lớp mới bắt đầu được một lúc thôi chị ạ. Mời chị vào tham quan. Hôm nay thì em đến đây là cũng theo được lời giới thiệu của bác Hồng. Biết là ngày hôm nay là mình có tổ chức một buổi tập luyện với các em học sinh. Không biết là cái việc tập luyện này có diễn ra thường xuyên không anh nhỉ? Thường xuyên chị ạ. Vâng, chị có muốn biết thêm thì em mời chị qua bên vâng, này. Tất nhiên ạ. May quá, em đang rất muốn tìm hiểu về những cái kỹ thuật đấu vật như thế này. Vâng, cái phong trào vật ở quê hương em thì nó cũng có từ lâu rồi, nên là các em từ bé đến già là các em cái phong trào rất là hăng hái. Vâng. Và tích cực tham gia tập luyện. Thể thao nào mình cũng phải có bài khởi động đầu tiên. Và chúng ta sẽ khởi động qua rồi tập luyện rồi mình mới biết thêm được nhiều về cái đặc thù của những môn thể thao. Ví dụ như đơn môn vật của bên địa phương mình là phải trước phải vào khởi động đã. Phải khởi động. Như nào anh nhỏ, anh hướng dẫn luôn cho em với. Bây giờ nhá, trước tiên là mình phải vào khởi động các khớp này. Bạn có thể làm theo mình và các lớp được chứ? Vâng, vâng. Anh đây, làm thì em đây nhá. Chứ không phải là cứ thế lao vào là ôm nhau như này luôn hả anh? Không chị. Cái đấy mình phải qua khởi động bởi vì khi mình lao vào còn những cái cọ sát va chạm rất là nguy hiểm, không có thể vào luôn được. Mình phải khởi động để cho nó dẻo các khớp đã. Khởi động thì mất bao lâu hả anh? Khởi động nếu mà trong một buổi tập thì mình khởi động từ 30 đến 45 phút. Ôi lâu thế cơ ạ. Cùng khởi động chung và khởi động chuyên môn. Đây là mình đang phần khởi động chung của mình là xoay khớp của tay của chân này. Xong đến xoay khớp khuỷu tay này. Hóa ra có rất là nhiều động tác kỹ thuật đúng không? Đúng rồi ạ. Hóa rồi ra là mình... không phải đơn chỉ đơn thuần là lao vào và ôm cổ nhau để vật nhau xuống dưới sàn mà chúng ta còn phải khởi động tay chân. Và theo như anh Hải có chia sẻ là chúng ta cần phải khởi động để tránh những cái tổn thương khi mà chúng ta vận động. Sau khi khởi động xong thì mình tay chân xong thì mình sẽ làm những cái gì tiếp theo anh nhỉ? Trước tiên mình muốn học được vật ấy, mình phải biết đứng tư thế của môn vật. Cái tư thế của môn vật là đầu tiên là tư thế đứng nữa. Tư thế đứng ạ. Tư thế đứng khi mình tập luyện được tư thế đứng mình mới học được các kỹ thuật. Tư thế đứng của môn vật gồm có hai tư thế đứng. Một là tư thế đứng hai chân ngang vai. Hai chân ngang vai rộng vai này. Và mình trùng đầu gối xuống, hạ thấp trọng tâm, hai tay đưa về đằng trước, mắt nhìn thẳng về đằng trước. Ví dụ mình đang cảm giác như đối phương của mình ở trước mặt mình này, mình hai tay và khép lại, hai tay mắt nhìn thẳng về đằng trước, đúng rồi.
Đây, anh thấy em đứng đây ạ, đúng chưa? Vâng, cần chỉnh sửa gì không? Hơi thấp một chút nữa. Như này nữa. Vâng, cú cái lưng đúng rồi. À. Cái mặt ngẩng lên nhìn thẳng vào đối phương. Đấy là tư thế thứ nhất. Tư thế thứ hai là đứng chân trước chân sau. Chân thuận của mình sẽ đứng lên trước. Chân sau đứng khoảng cách vừa phải thôi. Mình trùng hai chân xuống này. Trùng hai chân xuống, hai tay đưa về đằng trước. Mắt nhìn đằng trước. Đấy là tư thế đứng. Nó cần phải thể hiện một cái biểu cảm để dọa đối thủ không? Mình đứng mình thả lỏng ra, không cần phải gò quá. Mình cứ thả lỏng ra nhìn vào đối thủ. Ví dụ như thả đi vào đây. Ví dụ như hai một đôi để vào tập với nhau, mình đứng tư thế đứng này, trước khi vào kỹ thuật là mình phải đứng thế. Bạn này cũng đứng thế mà mình cũng thế đây. Đấy, đứng vào. Như thế này là thành một là phải áp đầu với nhau đúng không? Vâng, hai đầu rồi. Cái đầu của đối phương đều phải cắm vào vai của đối phương bên kia. Đấy, hai tay khép lại. Đây là tư thế đứng và mình sẽ di chuyển này. Đây, trước hết là mình phải biết di chuyển đã. Xong biết di chuyển và biết tư thế đứng. Môn thể thao là cũng thế. Như đặc trưng của môn vật của bọn em là phải khởi động qua này. Phải lăn lộn các thứ này. Nên là bởi vì khi mình vào thi đấu rất nhiều các trường hợp nguy hiểm xảy ra. Ví dụ lăn lộn này, ví dụ các bạn mới, các bạn không biết, ví dụ các bạn mà không cúi gập cái đầu xuống này thì các bạn sẽ rất là dễ bị chấn thương. Nên là chúng ta khi vào thi đấu chúng ta phải qua khởi động. Thường thì mình sẽ khởi động cho khoảng vào bao nhiêu lâu anh nhỉ? Nếu mà trong thi đấu thì mình khởi động trước 10 hoặc 15 phút, còn trong tập luyện thì mình có khởi động từ 30 đến 45 phút tùy các theo các lứa tuổi và các vận động viên đỉnh cao hoặc các vận động viên mới. Hay là anh hướng dẫn em một vài động tác cơ bản để em luyện tập đi cho nó nóng người. Xem này nha. Đơn giản bây giờ là mình thực hiện kỹ thuật lộn trước nhá. Lộn? Vâng. Đâu anh lộn gì xem. Em lộn có lộn được không? Bây giờ chúng ta sẽ học kỹ thuật lộn xuôi, kỹ thuật cơ bản đầu tiên của môn vật nhá. Lộn vòng đây. Tròn đấy ạ? Lộn xuôi vòng tròn đấy, lộn thế này. Anh lộn đi em xem. Vâng. Đây nhá, lộn như này, chống hai tay. Đấy. Đây, bây giờ chống tay như này. Đây. Anh, chống tay như này. Chân trước chân sau này. Chống tay này, đầu gập xuống này. Đầu gập xuống này, cho lăn từ gáy nhá. Bắt đầu bạn để cho cơ thể lăn từ gáy này. Lăn từ gáy đến đây là mình ôm chân. Không sao. Bây giờ mình phải lộn xuôi nhỉ. Hai tay chống này, mình lộn nhau phải đứng trước này, ôm hai chân rồi đứng dậy. Đúng rồi. Bạn là đúng rồi, làm qua thời gian này chúng ta đã nâng cao được cái kỹ thuật của mình hơn. Chứ một buổi tập đầu tiên thì nó cũng rất là khó. Nhưng mà ngoài ra anh thấy em mấy bước cơ bản thế thấy có gọi là gì nhỉ, có tướng làm vận động viên đấu vật không? Vâng, nếu mà qua một buổi tập đầu tiên như thế là chị đã có năng khiếu rồi đấy. Có năng vâng. Khiếu. Wow. Rất là nhanh. Em học cái này lâu chưa? Em học lâu. Wow, có nghĩa học bao nhiêu lâu để làm được nhanh như em? Em học tầm 2 tháng mà đã nhanh được như thế rồi. Wow, có nghĩa thế thì các bạn mọi người ở đây rất là có năng khiếu đúng không? Vâng. Nào các bạn thực hiện tiếp đi, kỹ thuật bây giờ kỹ thuật gồng đi xem nào. Bạn nào áo xanh thì cố lên. Cố lên. Ui. Bạn thế bạn có muốn thử sức với các em nhỏ không ạ? Em nghĩ chắc là em không có đủ khả năng đâu, mặc dù có năng khiếu đấy. Nhưng mà theo như em thì nói là phải tận 2 tháng mới nhanh nhẹn được như thế. Mà em chắc là không đâu, em vào chắc là sẽ làm hỏng chuyện mất. Thôi em nghĩ chắc là bây giờ nên nhường lại sân tập cho các em, không có tốn thời gian. Vâng. Nào chạy đi. Các em chạy vòng tròn nhẹ nhàng thôi, chạy ở rộng ngắn ra. Nào, đúng rồi. Thật ra là trước khi mà vào một trận đấu thì không phải đơn giản tự nhiên mà vào ôm nhau vào đấu vật đâu, mà chúng ta còn phải khởi động và chạy cho nóng người và để dẻo dai các. Nào chạy lưng cao đùi lên, chạy lưng cao đùi. Đúng rồi, lưng cao đùi lên. Phải chạy này mấy vòng hả anh? Thế là lần nào tập xong là mọi người cũng phải, trước khi tập cũng phải chạy nâng cao như này ạ? Đúng rồi ạ. Nào chuyển chạy gót chạm hông nhá. Cao lên, đúng rồi. Thế chạy. Bùi Công Hải, gương mặt huấn luyện viên trẻ,
tôi gặp tại lò luyện đấu vật nhà bác Hồng rất thân thiện và tận tình hướng dẫn tôi các kỹ thuật cơ bản của môn đấu vật. Hải sinh ra trong một gia đình có truyền thống đấu vật, là cháu nội của ông Bùi Công Diễm, lão đô lừng danh xứ Kinh Bắc. Ngoài giờ tập luyện chính quy, Hải tham gia hướng dẫn, rèn luyện kỹ thuật cho các em ở trong làng, góp phần nuôi dưỡng tình yêu với môn vật cổ truyền của quê hương. Ông Nguyễn Văn Hồng, người có hai con trai có tiếng trong làng vật, một người đã từng là kiện tướng và một người giờ đây là giảng viên trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn. Tôi khá ấn tượng với lão nông này bởi tâm huyết mà ông dành cho môn vật cổ truyền. Ngoài những lúc hăng say cùng với các đồ vật trẻ trong mỗi buổi tập luyện, ông lại trở về với công việc đời thường của mình. Việc nhà nông vất vả, tuổi đã gần 60, nhưng ông Hồng lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Có lẽ sự lạc quan yêu đời ấy ông có được là nhờ môn đấu vật. Bởi say mê yêu thích môn đấu vật mà năm 2006, gia đình ông Hồng đã dành khoảng đất rộng 120m² và đầu tư hơn 20 triệu đồng xây dựng sân sới, làm địa điểm cho câu lạc bộ vật Song Giang luyện tập. Cuộc trò chuyện với hai cha con ông Hồng đã giúp tôi hiểu hơn về tâm huyết của lão nông này. Thì lúc bé đi tập thế sau lúc được đi kiểm tra năng khiếu từ tỉnh Hà Bắc cũ ngày xưa ấy, thì nhà có hai anh em trai thì cũng có ba người nếu mà hai anh em mà đi cùng đi thể thao ấy thì kinh tế nó không thể phát triển được, sau này nó nghèo thì chúng em mình đi rồi thì bây giờ mình ở nhà nó cũng là đam mê thì mình dạy cho cháu, còn nếu mà đi phấn đấu thì học hành thì giờ cũng nghỉ. Đi học dạy cho cháu, cho anh xây dựng gia đình, anh cũng phải một cái ngành khác nữa thì kiếm tiền thì có gia đình rồi cũng phải lo về gia đình là chính, còn cái việc này bây giờ mình cũng hạn chế vì mình chuyển ngang con đường với kinh tế. Anh có thấy tiếc không? Tiếc thì nghề nghiệp thì mình cũng có tiếc vì mình không thể, một là bằng cấp thì sau này mình không có, mình cũng khó phấn đấu một cái gì đó không thể làm gì được, nên mình cố gắng phấn đấu sau này ra hưởng cho con cái thôi. Các cái giải tỉnh năm nào cũng vẫn cổ động con cháu những ngày đi đấu ở tỉnh 1-2 ngày mình cũng vẫn có mặt đầy đủ. Mình vẫn mê mà có ai không mê đâu, đến bây giờ mình vẫn còn mê. Thế là mình vợ ấy bảo ở nhà con cái thứ, nhưng mà cái giải tỉnh các thứ tổ chức thì mình vẫn phải có mặt đó. Thế là về các hội nàng thứ nhiều khi bận rộn nhưng mình vẫn phải thu xếp, mình vẫn phải ra đây góp cùng với các ông các bác làm. Thế là cháu thấy là cả hai người con trai của bác Hồng là đều có một cái tình yêu rất là mãnh liệt với môn đấu vật này đúng không ạ? Thực sự là phải nói các cháu nó ham mộ, hâm mộ với cái môn thể thao này. Và đến tôi bây giờ thực sự là tôi về là tôi cũng thích. Thế nên là từ cái thích đó thì mình mới xây dựng lên cái sới vật. Thế nên gia đình kể cả bố các con là đều là ham mê, thế nên mới xây dựng lên cái sới vật này chứ. Thế mà thì nếu không thì làm gì có. Nếu mà đã ham mê rồi thì được dân làng các cháu nó cũng ham mê nữa. Nó đến đây với gia đình nó rất vui mà nó lại thích. Trong cái quá trình mà mình xây dựng cái sới vật này thì không biết là bác gái có ủng hộ không ạ? Người nhà mình có ủng hộ, vợ anh có ủng hộ không ạ? Vợ con mình thì mình đam mê rồi thì vợ cũng lại đam mê theo. Đi lao động xuất khẩu về thôi, giải tỉnh vẫn đi vật. Vợ còn bỏ không đi cấy, đi đến diện chỗ xem vật, trồng vật, sang xem trồng vật, không giải không. Lúc nhà tôi thì bà cũng thích, phụ nữ thì cũng thích. Thế nên là các con nó đi thực sự ra về lúc là rất nhỏ ấy, là đi học sáng, trưa về tranh thủ còn đi bắt cua kìa. Nếu về ăn cơm nguội, đến tầm 2 giờ chiều lại đi tập vật. Đấy, chứ không hề không. Nếu mà mẹ nhà thì cũng lúc giờ vất vả lắm, chứ không có chứ bây giờ đâu. Nên làm ruộng nhưng mà lúc giờ chỉ có 2 định suất ruộng thôi, được có 6-7 ruộng. Bây giờ chia đều ra thì mới được hơn 4 sào ruộng. Chứ có 6-7 mà thực sự là 5 khẩu. Thế nên ra là không được bao nhiêu thóc, mà thóc lúc giờ chỉ cấy nó chỉ được có 80 cân với tạ 2 một sào là tốt lắm rồi. Cái thời kỳ năm 90-91.
cho thấy là như đây là cái diện tích này vốn dĩ như trước kia là cái diện tích nhà mình trồng cây. Trồng cây, đúng rồi, trồng cây. Cây những cây mít, cây bưởi là xanh tốt, cây xoài. Thế mà coi thực sự là bố con là tự đào gì để di chuyển đi để xây dựng thành sân vật. Thế bây giờ mình san đi để mình làm cái này thì mình có thấy tiếc không ạ? Nói chung là cũng tiếc, thế nhưng mình vì tương lai các cháu, có con mình cũng ham mê. Thực sự ra hàng ngày là các cháu đến đây nó tập luyện nó vui lắm. Nên mình chưa già lắm nhưng mà thấy nó hứng khởi. Theo các cháu ấy, cũng vẫn chạy nhảy qua nhưng vẫn là đi lại rồi thì chân tay là vẫn có vẻ là ngư thích. Hai người con trai đam mê đấu vật từ nhỏ. Để đồng hành cùng với niềm đam mê của các con, vợ chồng ông Hồng đã phải xoay sở nhiều cách, đảm bảo kinh tế cho các con yên tâm theo đuổi con đường của mình. Đến giờ, điều mà ông Hồng vẫn thấy tiếc đó là người con cả, anh Nguyễn Văn Hạnh, đã không thể tiếp tục theo đuổi đến cùng với đam mê của mình. Nhưng lựa chọn của anh Hạnh cũng là lựa chọn của không ít thanh niên ở làng Chi Nhị. Bởi để theo đuổi đến cùng với môn thể thao này, chỉ tình yêu và đam mê thôi, có lẽ là vẫn chưa đủ. Thế từ chỗ các con nó đi vật thì bố lúc nào cũng phải ủng hộ theo. Các con bây giờ về rồi, ngày mai đi thi đấu rồi, ở giải tỉnh này. Ví dụ thi đấu ở trên Đại Phúc này, thi đấu ở sân vận động cầu gỗ Bắc Ninh cũ đấy. Hay là lên tận trên Từ Sơn. Thế nhưng mà cứ loay hoay xong lúc giờ là còn nhiều việc lắm. Phải sắp xếp, bảo các con cứ đi đi. Mai bố sẽ lên. Mà bắt buộc kiểu gì lúc giờ phải đạp xe đạp lên tận Từ Sơn ấy. Từ đây đến hơn 30 cây số mà đường nó khó đi, nó có dễ đi như bây giờ đâu. Đạp xe đạp lên xong lại tối đến mãi 6 giờ tối rồi có chú còn đạp xe đạp từ đấy về. Cháu thì từ bé đến lớn thì cháu lớn lên ở thành phố nên là khi mà nghe bác với cả anh kể cháu cảm thấy mình rất là thiệt thòi cơ mà không được sống trong cái cảm sống trong cái khung cảnh như vậy. Mấy cả cháu cũng có một cái thắc mắc là không biết là bác với cả anh có bí quyết gì để mà có trở thành một cái người đấu vật giỏi như thế ạ. Không, cái bí quyết này thực sự nói ra là từ các cụ từ xưa đã nói rồi, đắc địa sinh nhân. Đất Chi Nhị này sinh ra những người ở đã ở con quê hương Chi Nhị thì ai cũng phải biết vật. Thật sự là tài. Có gen di truyền đúng không? Đúng. Đất đắc địa sinh nhân mà từ thượng cổ đến giờ lưu truyền giờ mấy trăm năm rồi. Mà thực sự ra là ngày hội thì là đúng là nữ thì tài mà trai thì mạnh thật. Nhưng mà cứ cởi quần áo ra là các phái đẹp là lúc ai cũng thích khoe người mà. Đấy thế nên ra là không sợ vì cái môn vật này là thực sự là không sợ mai một, phải nói với các cháu thế. Nên thực sự đến giờ các bà chị nhị này nếu đã gọi là có tiếc chống vật cái có khi bỏ cả cấy, bỏ cả bán hàng này còn đóng cửa để ra xem vật. Ngày lễ hội năm ngoái này, mưa như chút nước mà phải che ô rồi thì còn mang bạt ra để 4-5 người đứng vào trụm vào để xem vật. Mà lúc giờ khi đã thấy con mình với cháu mình mà thắng là còn bỏ cả ra là ướt rồi vỗ tay mà hưng lên. Đấy nói thật thế rất sướng chứ không phải là không. Làng vật Chi Nhị còn được người ta nhắc đến với cái tên làng kiện tướng vật. Nghe nói ở làng có nhiều đô vật trẻ đã ghi danh trong các giải đấu quốc tế, nên tôi đã tìm đến gia đình các kiện tướng trẻ này. Tại nhà kiện tướng Phạm Sĩ Thu, được nghe chú Lành kể về con trai của mình và nhìn những bằng khen, những tấm huy chương mà Thu đã đạt được khiến cho tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tháng 11 năm 2016 vừa qua, tham dự giải vô địch vật Đông Nam Á, Thu đã xuất sắc giành được tấm huy chương vàng hạng 66kg nội dung vật cổ điển. Chú Lành cho biết đây không phải là tấm huy chương vàng danh giá đầu tiên mà Thu giành được. Con tôi là tôi cũng đầu tiên là cũng trong cái môn vật là cũng yêu thích, thế nhưng mơ hồ về thể thao. Thế nhưng cháu nó có cái tâm huyết và gia đình cũng tâm huyết, thế là về cái môn vật này. Thế là nói chung là gia đình hướng cho cháu, định hướng cho cháu đi vào cái con đường vật. Và cái thứ nhất là đi định hướng đúng cái hướng của cha ông cụ kệ mình có cái truyền thống và cái quê hương mình nó lại có cái truyền thống vật như thế. Thì với cái sự quyết tâm của gia đình và cái nỗ lực của bản thân cháu Thu thì nói chung là đến nay là cũng tương đối thành đạt. Đấy, cánh tạ rồi chạy rồi nó có nhiều động tác. Cái động tác như lộn như thế là không là đơn giản. Ví dụ như động tác nó chống ngược đầu, nó cắm đầu xuống, nó quay người vòng tròn này. Đấy, quay tít thò để tập cơ cổ hoặc chống đẩy để tập vai hoặc là đánh sờ đơn sờ kép để tập cơ bụng. Đấy, hoặc gánh tạ đứng lên ngồi xuống để tập cơ đùi. Khối lượng công việc tập một ngày 8 tiếng hồ như thế. Như thằng Thu thì vận động viên khác tập 8 tiếng nó phải tập đến 10 tiếng, lúc nào nó cũng tập hơn. Đấy, nó quyết tâm cao như thế thì nó mới thành công được.
cũng là một câu chuyện khác tôi đã được nghe ở làng vật Chi Nhị. Câu chuyện về sự nỗ lực và sự bền bỉ theo đuổi đam mê với môn đấu vật cổ truyền của gia đình đô vật trẻ Đào Như Hanh. Tôi gặp Hanh trong buổi tập tại nhà bác Hồng. Hiện tại, Hanh vẫn đang tham gia luyện tập tại trường thể thao Từ Sơn. Sớm theo gia đình và Nam định cư, nhưng bước vào tuổi thanh niên, Hanh lại lựa chọn trở về quê hương để theo đuổi môn thể thao yêu thích của mình. Chú Phách, chú của Hanh, là người luôn đồng hành cùng với Hanh trên con đường theo đuổi đam mê này. Cháu nó quá đam mê. Từ cái thời các cháu còn nhỏ, đi xem cha ông rồi cái thế hệ đèn trên vật là các cháu nó mê cái môn vật. Ví dụ điển hình như là chỗ Đào Như Hanh ấy, thì cũng một giải trẻ Thái Lan, hai giải toàn quốc, một giải Đông Nam Á. Thế là cũng gia đình cũng rất phấn khởi, cũng động viên các cháu làm sao là cố gắng phát huy cái truyền thống của quê hương là cái thứ nhất. Cái thứ hai ra ngoài học hỏi làm sao đến một cái thành đạt là cao nhất. Vừa rồi các cháu về thì cũng nghỉ ngơi, động viên các cháu là thôi cố gắng, đã đam mê cái gì thì theo cái con đường mình đã chọn. Thế còn sau này tương lai thì các cháu nó còn dài, thì sau này thì đến nữa thì trưởng thành mà nó đến một cái đỉnh cao nào đó, sau việc đó thì sao hãng tính sau. Một ngày mới lại bắt đầu. Đối với tôi, những trải nghiệm trong hành trình này thật sự đáng quý. Được hiểu thêm về một nét đẹp văn hóa của cha ông và được đắm mình trong không khí luyện tập sôi nổi của các đô vật trẻ nơi giới vật Chi Nhị. Tôi đã dậy thật sớm để ra đê làng, vừa là để luyện tập thể thao, vừa để hít thở bầu không khí trong lành hiếm có ở làng quê. Khoảnh khắc này thật khó mà có được ở chốn thị thành náo nhiệt và khói bụi. Trong lành, tôi ước gì là ngày nào mình cũng có thời gian để lên đê và tập chạy như thế này. Và khi mà chạy thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe dẻo dai. Và để muốn trở thành một đấu vật thì chúng ta cần phải có sức khỏe. Tôi lại gặp hai anh em đô vật Đào Như Hanh, Đào Như Tân. Tôi nhân dịp này đã hỏi các bạn bí quyết để có được sức khỏe như những đô vật làng Chi Nhị. Làm thế nào mà để các bạn có một cái sức khỏe và có một cái thân hình vạm vỡ như thế này nhỉ? Bọn em duy trì tập luyện thể thao thường xuyên chị ạ. Thế thì ngoài cái việc mà tập luyện thể thao như vậy thì mình có cái chế độ ăn uống gì không? Dạ, thực ra chế độ ăn uống của vận động viên thể thao cũng như là cơm nhà của mình thôi. Cũng bình thường, cũng không có gì, là chỉ có lúc nào vào giải thì mình được chế độ riêng ạ. Thế thì ngoài cái việc mà luyện tập thể thao ra thì mình có cần ăn uống một cái chế độ nào khắt khe không, hay là phải ăn kiêng khem gì không? Ví dụ mà động vận động viên ép cân ấy, thì ăn uống phải theo khuôn khổ, còn những người mà không phải ép cân thì ăn uống như bình thường như cơm nhà. Thì ví dụ như hai bạn thì sao? Bọn em thì cũng không phải ép cân. Thế còn bạn thì sao? Em cũng không phải ép cân. Ôi thế mà bản thân mình cứ nghĩ là phải ăn uống rất là khắt khe và chặt chẽ đầy đủ dinh dưỡng thì mới có sức khỏe như của hai bạn đấy. Vâng, thực ra ăn uống như bình thường như cơm ở nhà thôi. Ngày xưa các cụ còn đi ăn ngô khoai sắn còn đi vẫn nhau được, nói chi đến bây giờ chị. Công nhận ngày xưa các cụ phục các cụ thật đấy. Tạm biệt hai đô vật trẻ triển vọng của làng vật Chi Nhị, tôi đã mơ về những khoảnh khắc sướng tên các bạn trẻ trong các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Từ những sới vật làng, họ sẽ bước tới những đấu trường rộng lớn hơn của khu vực và quốc tế, góp phần làm rạng danh truyền thống ông cha.